Hi, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp với nhau trong một cái video mới. Thì video này mình làm thuần túy về dựng hình thôi, mình sẽ dựng hình với thang. Thì thang thì nó cũng không còn là vấn đề quá khó khăn nữa, cho khi mà bây giờ có rất nhiều plugin giúp ta dựng hình thang nhanh chóng gọn gàng. Thì hôm bữa có một bạn hỏi mình về cái thang này, thì thang này có một bạn thì có một người trên Facebook thì anh ấy đã dựng ra cái thang này. Thì có một bạn hỏi mình lại là cách dựng cái thang này thế nào. Thì cái thang này nó cũng không có quá khó, ta có thể dùng rất nhiều công cụ, bởi mỗi người thì sẽ có mỗi dùng một cách dùng khác nhau. Thì có thích có người thì dùng plugin, có người thì dùng công cụ căn bản vẽ cũng ra. Thì với mình thì mình sẽ dùng công cụ căn bản. Thì trong cái video này á thì mình sẽ dùng công cụ căn bản kết hợp với một plugin, một số plugin thôi, để chúng ta vẽ nó sẽ dễ dàng hơn và cũng không có nổi là quá lâu. Rồi thì ở đây thì mình không có nắm được hết kích thước của chính xác của nó, thành ra mình không có, cho nên mình chỉ nhắm chừng thôi. Ở đây thì mình sẽ vẽ một cái đường tròn là 48 cạnh ha, 48 cạnh như thế này, mình cho nó cỡ 800 đi, như thế này. Rồi thì đường tròn của mình là 48 cạnh, thì cứ một cạnh thế này á, thì nó sẽ là một bậc thang, một cạnh thế này nó sẽ tượng trưng cho một bậc thang. Thì mình sẽ dùng L để mình bắt điểm người tâm và mình sẽ cầm nó kéo theo chút màu đỏ như thế này. Rồi mình sẽ tiếp tục L bắt từ tâm đi ra và mình sẽ vẽ cái này. Thì đây ta sẽ bắt vào cái điểm cuối cùng của đoạn thẳng này đây ha. Đây là một đoạn này, điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Đây là một đoạn lít non cái, thì ta sẽ có bậc, đây là bậc thang đầu tiên của mình. Và mình cũng chỉ mờ bên cũng chỉ cần vẽ một bậc thôi. Rồi ở đây ta sẽ chọn lựa chọn bậc thang đầu tiên, mình sẽ group nó lại. Và bởi vì thang thì nó như nhau, thành ra đây thì mình sẽ chuột phải mình đưa nó về Mesh Component. Rồi nhấn lệnh Create. Rồi mình sẽ lít đúp vào nó, mình sẽ pull lên cao, mình cho nó cao 144 đi. Rồi rồi tiếp tục thì ta sẽ chọn bậc thang này và mình nhấn lệnh xoay để chúng ta sẽ click vào điểm này. Mình vừa xoay vừa copy đây ha, bỏ ở đây đấy, đây ha. Ở phần này ta copy, chịu khó copy cho nó kỹ, đừng có để nó bị lệch, bị dư hoặc là bị thiếu. Rồi bây giờ mình mới copy một mẫu một cái thôi, thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ gõ số vào 23x chẳng hạn, ta copy một nửa thế này. Thì nhiều người thì họ sẽ, thì có nhiều cách làm lắm. Ta bây giờ đang dùng cách căn bản. Ở đây thì mình có thể copy toàn bộ theo hình tròn, còn không mà copy một nửa thế này cũng được, rồi bạn sẽ cho nó lên theo cái hướng kia, rồi cũng là một cách. Rồi ở đây thì mình sẽ copy một nửa hình tròn thôi. Rồi mình sẽ bỏ cái gì không cần thiết đi, cái nào không cần thì mình bỏ. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn một nửa thế này, rồi mình sẽ chọn hết nó và mình move lên cao theo trục này, tức là gì? Mình sẽ copy ha, copy theo trục trục đứng, trục Z, rồi đặt lên đây. Mình cũng lên cái 2-3 cái rồi. Đấy. Rồi ở đây thì mình sẽ làm thủ công, thì mình chọn từng bậc một. Đây cũng là một cách, đây là một cách vẽ điển hình bằng công cụ căn bản thôi, không có gì cao siêu. Làm thế này cho mọi người xem dễ hiểu hơn. Đấy, lướt kim thì chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi, nhưng mà với bản thân mình thì mình cũng không muốn dùng plugin trong cái trường hợp này lắm, bởi vì công cụ căn bản vẽ cũng ra rồi. Mình sẽ ẩn nó đi, rồi mình sẽ xóa đi phần hào không không cần thiết, mình cho nó hiện cái thang lại đây ha. Rồi mình sẽ copy lên theo chiều đối xứng lại để chúng ta có một cái trục thang như thế này. Đấy, thì thay vì ta phải copy ban đầu, ta phải copy 48 cái theo trục kia rồi đưa lên, ta chỉ việc copy một nửa thôi, rồi mình rải lên. Xong rồi mình sẽ cho copy xoay lại 180 độ để ra hình này. Đây là cái thang của mình. Đấy, cũng không phải nó quá khó đúng không? Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ vào bậc thang thứ nhì ở đây. Đây ha, bậc thang thứ nhì. Click vào nó, rồi mình chọn cái điểm giao giữa hai bậc thang ở điểm này. Mình sẽ cầm nó và mình kéo xuống, mình đặt nó vào đây. Đây thì cái đường dư nằm cái đường này, thì chúng ta có thể dùng công cụ chuột phải, Shift + A cũng được. Còn ở đây thì chúng ta có thể dùng công cụ đó là E và nhấn Control
đè control để mình lướt qua nó một cái. Nó không phải là xóa mà nó chỉ kiểu như là mất đi thôi, cũng là một tính năng của nó thôi. Đấy, thực ra vẫn còn tính năng này tương tự như cái Substance Mode A. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ vẽ cho nó hai cái bảng thang như thế này. Rồi mình sẽ làm cách như thế này. Mình sẽ copy cái đường này lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái thang lên cao 900 ha, từ điểm này lên cao 900 làm chốt. Rồi mình sẽ copy cái đường này, bởi vì đường này có sẵn. Copy nó lên, mình để ở đây. Copy lên đây. Thì nó sẽ tự có ha. Rồi, bên này cũng vậy. Cũng lên cao 900. Để mình làm chốt cho cái lan can. Rồi mình lướt vào điểm này, lướt vào cạnh này ha, và copy lên cao 900. Đấy. Rồi. Đấy, nó cũng xong. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ tách cái đường lai lan can này ra để chúng ta có hai cái hình tiết diện, để có hai cái đường thẳng để ta tạo thành một một cái tiết diện. Thì chúng ta thấy là đơn giản bằng cách là chúng ta sẽ chuột phải tất cả thịt lớp nó ra. Lúc này chúng ta sẽ có một cái thang như thế này đó, thì nó sẽ có một đường dài. Ở đây thì mình chưa có, bây giờ là phải ở đây thì mình phải xóa cái đường này đi trước, nó không cần thiết đó. Ví dụ thế này, mình sẽ có thể nhấn Ctrl A, mình chọn thịt lớp thì nó sẽ có hai cái bảng thang như thế này. Nhưng mà cái này mình không thích dùng lắm, bởi vì nó sẽ mất đi tính chất của component. Thì sau này khi mình sửa nó sẽ hơi cực một tí, rồi ta phải sửa từng cái một ha. Cái đây mình sẽ Ctrl Z lại. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái lớp component nữa nằm bên trong nó. Mình sẽ tạo một lớp component nữa nằm bên trong nó để chúng ta có thể giữ được tính chất của cái thang, mà sau này mình sửa nó dễ hơn thôi. Rồi mình lít đúp vào một cái thang bất kỳ. Rồi ha, mình sẽ bỏ đi cái tay vịn, bỏ đi cái phần thẳng đứng này không cần thiết. Rồi mình sẽ chọn hết cái thang, mình đưa nó về component lần nữa, chọn hết cái thang đưa về một cái component khác, đưa về component khác ha. Rồi nhấn Create. Thì lúc này á, nó sẽ có hai lớp component. Mình sẽ chuột phải cái này, mình phá nó ra thì bên trong nó vẫn còn cái nữa là cái này. Và tất nhiên cái này không dính tới cái phần được line này, cho nên là ở đây nó vẫn giữ cái tính chất của component. Rồi mình chọn Ctrl A để mình chọn hết cái thang, rồi mình chuột phải, mình nhấn chữ lớp. Lúc này ha, tay vịn của mình tách ra rồi này, và cái thang của mình thì vẫn là component, và mình sửa nó sẽ nhanh gọn hơn và cũng dễ. Đấy. Rồi mình đã có được cái thang, bây giờ mình sẽ đưa nó về một cái layer cho mình dễ quản lý. Thang chẳng hạn. Rồi mình đưa tất cả cái này về layer thang, mình ẩn hiện nó dễ thôi. Đấy. Rồi đây thì chúng ta sẽ có một cái đường line thế này. Đấy, nó sẽ xoắn lên theo đúng cái tiết diện, theo đúng cái hình dạng của cái thang. Bên đây cũng tương tự như vậy. Rồi ở đây thì mình sẽ làm một bước nữa, đó là mình sẽ chọn hết cái đường line này. Mình sẽ chuột phải, mình chọn cái chữ là BZ cần và tool. Đây là một cái plugin, là một cái chức năng phụ của cái plugin là BZ toolbar. Plugin giúp ta vẽ những cái đường đường cong. Thì ở đây mình chọn BZ cần và tool, rồi mình sẽ chọn cái chữ là Polyline Segmenter. Mình muốn tăng cái số cạnh nó lên cho nó nhìn cho đẹp hơn thôi. Dùng để 50 chẳng hạn. Đấy. Rồi, ở đây cũng tương tự như vậy. BZ cần và tool để 50 chẳng hạn. Rồi mọi người thấy ha, sau khi làm xong cái lệnh đó thì thang, thì sau khi làm xong cái lệnh BZ cần và tool á, thì cái đường line của mình nó không còn là một cái đường line rời rạc nữa, mà nó là một đường polyline luôn. Đây. Rồi lúc này thì cũng đơn giản thôi, chúng ta có thể dùng một plugin tên là Curvilop. Curvilop. Rồi mình sẽ copy hai cái này, copy xuống theo trục này, đặt ngay đây, đúng ngay phần thang của mình ha. Rồi mình sẽ ẩn cái thang đi. Lúc này ta có hai đường trên dưới nè, đó. Chọn hết hai đường này, dùng icon thứ nhất của nó, của Curvilop đây ha, click vào. Thì chúng ta có thể tăng cái số segment lên tùy mọi người. Thì cái này cũng không cần thiết tăng, không cần phải tăng nhiều quá, tăng nhiều quá nó chỉ nặng thêm thôi chứ không có gì hết. Bản thân nó cũng đã ổn rồi, đây. Đấy, không cần phải tăng lên quá nhiều. Mình để này là ok rồi. Rồi. Mình nhấn Enter. Xong một cái. Tiếp tục bên đây làm tương tự như vậy.
Rồi, click vào icon thứ nhất của Curvilove và nhấn Enter. Xong ha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể bỏ đi hai cái đường dư này. Đấy, không không cần nữa. Rồi, mình cho hiện lại. Lúc này thì khá dễ dàng rồi, chúng ta sẽ dùng một cái plugin tên là Zone Boost Pool để chúng ta tạo độ dày cho những cái hình, cho những cái mặt phẳng cong quẹo như này. Ta sẽ click vào trong đây. Chọn mặt phẳng này. Mình sẽ dùng plugin icon thứ hai của Zone Boost Pool. Đè chuột trái vào đây ha, kéo nó ra một tí. Đấy. Cho 50. Enter lần 2. Xong. Rồi, bên đây cũng tương tự như vậy. À, mình sẽ cho nó buông ra ngoài, thành ra đây mình sẽ đảo mặt lại cho mặt trắng nó hiện bên đây. Rồi, zoom bút buông, buông ra 50. Đấy. Thì về cơ bản cái thang mình đã xong. Mọi người thấy rõ ràng nó rất là dễ, không có gì quá khó cả. Này ha. Tiếp tục thì chúng ta có thể vẽ tiếp những cái bên trong. Ví dụ thường những cái thang của mình thì nó sẽ có một cái khe rãnh ở đây, để kiểu như nó là một cái chỗ bắt tay vịn chẳng hạn, hoặc là những cái đèn đớm này nọ. Thường ở đây mình thấy nó có những khe rãnh như thế này, nó chạy xuống thì mình sẽ vẽ nó ra. Rồi ở đây thì mình sẽ bây giờ mình muốn copy, bây giờ mình sẽ vẽ như thế này. Mình sẽ copy cái đường này nè, bởi vì đường cong này nó có sẵn, ta không cần phải vẽ lại, mà vẽ lại thì cũng cũng rất là khó và cực. Mình sẽ mượn dùng của nó luôn, thì mình sẽ copy cái đường này, click vào cho cái thầy ha, mình copy này. Bây giờ mọi người thấy rõ ràng là cái đường của mình nó lại như thế này, nó nát quá thế này thì nó cũng chứa là chọn cũng là lâu quá, thì cái thang mình cũng dài dài hay là dài. Đấy, cho nên mình sẽ copy phần trên, mình nhấn Ctrl C ra, rồi mình bắt ra bên ngoài thì mình sẽ có thể dùng công cụ là Path Inlay. Mình thông tắt của mình là Ctrl Shift V, cái này mình thì mình tự đặt ha, Ctrl Shift V. Rồi mình sẽ ẩn đi một số cái gì đó không cần thiết cho nó dễ nhìn, mình đưa hai cái này về thang luôn, ẩn nó đi đây ha. Mặt phẳng là không cần thiết thì mình bỏ đi, và ta không cần dư đường nào, cũng đường nào dư thừa thì mình cũng bỏ, mình chỉ cần giữ lại cái đường mình cần thôi. Đấy, rồi bỏ cái này đi luôn. Đấy, đây ha. Đấy, lúc này chỉ còn lại một cái đường line mình cần thôi. Chọn cách này cũng nhanh gọn, cũng không có gì phải cao siêu. Rồi mình cho nó xuống 50. Rồi tiếp tục mình cho cái này xuống cũng 50. Đấy, như thế này. Đấy. Rồi tiếp tục thì mình sẽ chọn hết cái này ha. Giờ mình cũng xài Curvy Loop để mình lớp nó lại. Đấy. Rồi mà mình bỏ đi những cái gì không cần thiết, để nó lại thì sau này nó sẽ bị vướng. Rồi ở đây thì nó dài bằng cái này đâu, nó sẽ hụt vô một tí, thành ra đây thì mình sẽ chuột phải cái này, mình chọn Sharpen Mode A để mình đưa nó về như thế này cho nó rõ ràng ra. Rồi mình có thể click vào nó, bỏ phần này đi. Thì đây cũng tương tự như vậy vì nó sẽ hụt đi chút ha. Rồi thì mình đang vẽ nhắm chừng thôi chứ không phải là mình căng kích thước, thành ra nên sẽ có một tí sơ sót thì mọi người có thể bỏ qua. Thì thầy mình thấy cũng ok. Rồi mình sẽ đưa cái này về lại, rồi phân tích thang đi cho nó dễ nhìn. Rồi bây giờ mình sẽ buôn cái này, tạo một cái độ dày cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tiếp tục zoom bút buôn để mình buôn này ra nhỏ thôi, không cần nó phải quá lớn. Ví dụ mình để cỡ chừng 15 chẳng hạn. Đấy. Rồi, đó mọi người thấy không? Nó ăn sâu trong kia. Thì lúc này á, chúng ta sẽ dùng một công cụ có sẵn một cái chip để giúp ta cắt gọt đục đục một cái lỗ ở đây. Mình sẽ vào công cụ của mình tên là View, mình vào View Toolbar, mình lấy Solid Tool ra. Công cụ có sẵn thôi, công cụ này rất là hay. Mình dùng cũng rất là nhiều. Solid Tool. Thì đây nó yêu cầu hai khối của mình á, phải bắt buộc hai khối khi mình muốn giao cắt nó hoặc là đục khối á, thì hai khối của mình bắt buộc nó phải là Solid Tool, Solid Group hoặc là Solid Component ở đây ha. Thì muốn biết nó là gì á, chúng ta sẽ chọn cái khối này, là chuột phải chọn chữ Entity Info. Mình sẽ gọi là Solid Group bắt buộc ha, bắt buộc phải là Solid Group. Bên đây cũng tương tự như vậy, bắt buộc phải Solid Group.
Rồi, bây giờ mình muốn đục cái khối này thì cũng dễ. Chúng ta sẽ dùng công cụ Solid Tool. Icon của nó là icon thứ tư, tên là Subtract. Click vào icon này, Subtract. Rồi, click vào khối trừ, tức là cái khối mình đang làm ở đây là khối trừ, là con dao của mình đó. Click vào nó một cái. Xong rồi click vô khối bị trừ, tức là khối lớn, là cái khối mà sẽ bị đục. Click vô. Đó, mọi người thấy không? Đó, nó đục một cái lỗ thế này. Đục thế này nó không, nó rất là gọn gàng, ta không cần phải dùng công cụ là intercept, vì cái đó nó sẽ sinh ra rất nhiều lỗi, nhiều khi nó lại bị dư thừa những cái đường rác thì nó cũng không cần thiết. Solid Tool thì làm gọn nhẹ hơn đấy, rất là ok. Rồi bên đây cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể làm cho cân xứng lại luôn, mình chọn hết cái này. Và cũng tương tự cái này, chọn này nó hơi lâu, nó hơi cực một tí, người ta sẽ chọn cái này cho nó nhanh hơn. Ctrl C ra rồi mà Ctrl Shift V, ẩn cái thang đi ha. Cái nào không cần thiết mình ẩn đi cho nó dễ nhìn. Rồi, cái nào không cần thì mình bỏ. Cái nào cần thì mình giữ lại. Rồi, cái này bỏ. Rồi, hiện cái thang lên coi lại cho đúng vị trí. Rồi, chọn hết cái này. Đưa xuống 50. Và tiếp tục đưa xuống 50. Giống bên kia. Rồi, ẩn cái thang đi. Mình chọn hai cái đường này. Và mình cũng cho nó một cái curve envelope. Rồi. Subtend rồi bỏ đi cái phần nào không cần thiết nha, đừng giữ lại mấy đường này. Đường này nó sẽ sinh ra mấy trường hợp rất là khó chịu. Rồi, mình sẽ cho cái này Subtend Mode A chẳng hạn. Đó, như cái cũ thôi. Đấy. Bỏ phần nào dư đi, bỏ phần ngoài rìa đi ha. Bỏ đi. Rồi trả ngược lại một chút. Mở cái thang lên, kiểm tra cái phương hướng của nó. Thì màu trắng của mình sẽ hướng ở đây, thì mình muốn nó hướng trong kia để mình tạo một cái lỗ cắt. Thì mình sẽ cho cái này về màu trắng, bởi vì của mình nó, cái dòng bút buông của mình nó bị tùy lúc thôi. Cái này thì mình có thể thử cái này, ví dụ là 10 đấy, lần này thì được này, đấy lần này thì được, bởi vì có một số trường hợp mà khi mình dùng á, cái này máy mình hay bị lỗi trường hợp đó. Nó chỉ buông theo cái mặt màu trắng thôi, chứ nhiều khi màu xanh nó không ra. Cái này thì nó ra, nó sẽ đỡ hơn cho mình, đỡ phải reverb quay lại. Bước đó cũng không có quá lâu. Rồi bây giờ kiểm tra lại xem cái này là solid group hay chưa. Đây là solid group. Còn khối này cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ thứ tư của solid tool là subtract. Rồi click vào đây, click vào khối trừ, click vào khối bị trừ, nó sẽ cắt một cái lỗ như này đấy, rất đơn giản. Thang này thì nó cũng không gọi là quá khó để chúng ta có thể dễ dàng ra, ta sử dụng ra nó cũng dễ. Thì mỗi cái thang thì nó sẽ có một cách dựng khác nhau, thì đây là cách làm của mình. Thì nó cũng không đến nỗi là quá cầu kỳ hay là phức tạp, thì các bạn có thể tham khảo để và trước mắt thì mình cũng giải đáp cho bạn hỏi mình, và tất nhiên cũng chia sẻ đến cho những người xem khác. Thì cách dựng thì có nhiều cách, ở đây thì mình cũng dựng nhắm chừng đấy, các bạn có thể tham khảo cách của mình, có thể thực hành cho việc dựng lại. Looking thì mình dùng Zone Mood Bool, Curvy Load, BZ Tool 3, tức Looking nó tên là BZ FV Line, tên là BZ Tool 3 nè. Đó, rồi một số công cụ căn bản như là Solid Tool, của cái chức dựng hình này nọ các thứ thì nó cũng không có quá phức tạp trong cách làm, trong cách dựng hình đấy. Thì mỗi người sẽ mỗi cách dựng khác nhau, thì ở đây cách làm của mình đấy, hy vọng là có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như là làm việc trong cái vấn đề dựng hình thế này đấy. Hy vọng các bạn thích video của mình, và nếu các bạn thích video của mình thì có thể click subscribe, nút đăng ký hoặc là click like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.